Xin chào tất cả anh em, mình là Thiện, nhà Thiện ba đời bán máy móc thiết bị phục vụ anh em. Thì hôm nay cửa hàng Thiện có dịp gửi con KV501 để anh em về Quảng Ninh á. Thì Thiện cũng quay một video ha, thì anh cách xem. Và thứ hai nữa thì cũng lên một video là so sánh hai con máy cắt cỏ là KV501 và KV113 này, để anh em mình có thêm thông tin về những con máy cắt cỏ tầm giá từ 3 triệu đến 3 triệu rưỡi ha. Anh em quan tâm thì anh em tham khảo nha. Đó, thì theo Thiện bán từ trước tới giờ thì Thiện thấy thì trong tầm giá tầm 3 triệu đến 3 triệu rưỡi thì hai mẫu này là hai mẫu gọi là ok nhất thị trường rồi anh em ha. Thì hai cái mẫu này Thiện bán rất là nhiều rồi nhưng chưa có một cái phản hồi xấu nào về hai con máy này anh em ha, nên anh em hoàn toàn yên tâm và Thiện có thể cam kết anh em luôn về chất lượng của này luôn, không hề bị những bệnh lặt vặt như những con máy Trung Quốc mà kiểu như những con máy mà không có thị trường hay là không có tên tuổi trên thị trường anh em, thì chắc chắn nó sẽ không có gọi là so sánh được của hàng này đâu ha. Đó, đảm bảo anh em luôn. Thì đây thì hai con máy giá 3 triệu đến 3 triệu rưỡi thì anh em có gì? Đầu tiên thì hai cái phần cần anh em, phần cần của nó thì giống nhau, thì Thiện không có giới thiệu ở đây nha anh em, phần cần thì nó giống nhau đó. Thì Thiện ở đây thì chủ yếu giới thiệu phần đầu nổ để anh em mình có thêm thông tin nha. Rồi, đầu tiên là hai cái bánh cỏ đây anh em thấy không, đây thì hai bánh cỏ đây về trọng lượng thì con KV13 nó sẽ nặng hơn nha anh em. Thì tổng trọng lượng anh em, tổng trọng lượng nha, tổng trọng lượng thì con KV13 này nó sẽ nặng hơn con KV51 một ký hay gần một ký anh em đó. Thì tùy anh em thôi nhé. Đó thì Thiện sẽ đưa thông tin cho anh em mình tham khảo là con KV43 này nó sẽ nặng hơn KV511 một tí, một ký nha anh em. Đây thì trước tiên thì bán cỏ em thấy ha, con KV cầm trên đây là hai con khác biệt hẳn luôn anh em. Con này thì cũng nặng hơn nhiều ha, so với bán cỏ thì nó nặng nhiều, còn này nó sẽ gọn hơn anh em thấy không. Thì về cái độ mà trắng cỏ thì Thiện đánh giá được là con KV51 này nó sẽ trắng cỏ nhiều hơn ha, trắng cỏ trắng đất á, khi anh em cắt á là cỏ đất cát rồi nó dăng như người anh em á, thì con này nó sẽ trắng được nhiều hơn cho anh em nhé. Đó là về cái bán cỏ nè. Rồi tiếp tục thì con này nó đều tặng cho anh em là hai cái kiến ha. Đây thì con KV này thì nó đời cũ anh em, thì nó bọc trong cái bì cũng khá là thô sơ nhá, còn con này thì nó bọc trong bì thì nó đẹp hơn anh em, thì nó cũng chất lượng thì nó cũng như nhau thôi anh em. Chẳng qua thì con này nó bọc trong cái bì thì nó đẹp hơn thôi nhá. Đó là cái kiến này thì để anh em mình bảo hộ con mắt của anh em á, trong công chơi quá trình mình cắt á, thì nó sẽ bị dễ bị dăng đồ vô mắt anh em. Đó thì nó sẽ bảo vệ mắt của anh em nhé. Rồi tiếp tục, đây là giấy hết rồi sử dụng thì nó còn không có cái gì. Rồi tiếp tục, hai bình xăng dự phòng là như nhau nha anh em. Rồi tiếp tục là đôi găng tay nè, hai găng tay là như nhau nè. Mà đây là túi dây đeo, hai dây đeo anh em, dây đeo và cái miếng bọc cần á, miếng bọc cần để anh em mình bọc lại cái cần để ép vào đùi nó êm ái hơn nha. Thì cái này thì nó cũng như nhau, tương đương nhau. Rồi tiếp tục một điểm khác biệt nữa, lấy clip cái này cho nhau rồi đi, là túi đồ nghề thì nó cũng như nhau luôn ha. Rồi một điểm khác biệt nữa là cái phần tay lái, thì em thấy là tay lái bên trái của con KV13 và tay lái bên trái của KV51 thì em thấy ha, nó nhỏ hơn, gọn hơn, thì nó chắc chắn nó sẽ nhẹ hơn ha, một điểm là nhẹ hơn nữa nha anh em. Và đồng thời nó ngắn như thế này thì chúng ta thao tác nó sẽ tiện lợi và dễ dàng hơn anh em. Thì như anh em biết đó, tại người của người Việt Nam mình thì hơi nhỏ con ha, hơi nhỏ con, thì cái tay lái anh em thấy không ha, nó ngắn như thế này thì chúng ta sẽ thao tác nó dễ hơn và nó đỡ mỏi tay hơn nha anh em. Còn cái mẫu KV43 này thì theo đánh giá thì nó hơi dài ha, nó hơi dài đó, hơi dài thì chúng ta làm thì nó sẽ giang tay nhiều hơn, thì khả năng thì nó sẽ mỏi hơn. Và đồng thời là cái chất liệu tạo lên thì nó có một bên KV51 thì nó sẽ làm bằng ống cần nhôm nha, ống tay lái anh em bằng nhôm, còn cái này là bằng inox này anh em. Còn có 1.3 là bằng inox thì thấy nó còn nặng hơn một tí luôn, nó còn nặng hơn một tí luôn. Rồi tiếp tục về phần con dao thì hai con như nhau nè, hai con như nhau ha, chẳng qua con này thì đời cũ với dao này, con này thì đời mới. Cái thì mẫu KV51 này là mẫu mới nhất của KV nha anh em, mẫu KV51 là còn một cái mẫu mới nhất của thương hiệu KV đó. Thì dao thì như nhau, thì cũng là dao ba tắc hết anh em, dao ba tắc hết á, 305mm, hai con như nhau. Rồi tiếp tục phần đầu nổ anh em. Đây, đây chạy. Rồi hết rồi, thì trong này nó chỉ còn cái đầu nổ thôi. Thì như anh em thấy đó, cái thùng đó là làm gọn hơn rồi thì chắc chắn cái trọng lượng nó sẽ nhẹ hơn luôn anh em. Rồi. Ok hết. Trong này thì nó cũng còn giấy nhà sử dụng thôi anh em. Rồi, thì sẽ đi kỹ hơn về cái đầu nổ này cho anh em mình tham khảo nha. Đây. Thì về phần mà gọi là công suất và chất lượng thì hai con này thì hoàn toàn như nhau thôi anh em, không khác nhau gì hết á, chẳng qua là khác nhau thiết kế cân nặng nhé, thiết kế và cân nặng đó. Rồi
Đây, hai con này đều gọi là ví dụ như bạc, bê tông, xi lanh, tay dên, kể cả mâm lửa và IC đều tráo qua nhau được hết, đều tráo hai con qua nhau được hết nha anh em. Nên anh em có thể thấy được là chất lượng hai con là hoàn toàn như nhau. Rồi thì còn về phần giá cả thì Thiện cũng công bố luôn cho anh em luôn là con KV muộn 3 này thì hiện tại giá vẫn giữ là 3 triệu bao ship cho anh em nha anh em. Còn con KV nóng 1 này hiện tại của nó giá là 3 triệu 500 nghìn bao ship cho anh em nha. Rồi đó là phần giá cả, nó sẽ trên lên một tí bởi vì con này nó sẽ thiết kế gọn gàng hơn và nó nhẹ hơn, nó giúp chúng ta làm việc nó đỡ mệt mỏi hơn em à. Còn chất lượng thì như nhau nhé, nó chỉ giúp chúng ta là đỡ mệt mỏi hơn và làm nó sẽ thoải mái hơn, thì nó sẽ mắc hơn 500 nghìn nha. Rồi ok, tiếp tục về phần thiết kế nè. Đầu tiên anh em thấy ở trước á thì phần côn là như nhau nha anh em. Đây côn là như nhau nè, hai con đều là côn dán nha. Côn dán và chất lượng thì Thiện cam kết cho anh em luôn là rất là ok à. Bố là đây, bố là bố dán và có pha mạc đồng nên rất là ok, rất là bám chén nha anh em, cực kỳ ngon lành luôn đó. Đây anh em thấy ha, bên này ha, như nhau hết nha anh em. Và anh em để ý là những mẫu KV như thế này, KV 43, KV 541 này thì phụ tùng đều có sẵn và đầy đủ cho anh em ha, nên em yên tâm. Chẳng hạn như mình sử dụng lâu dài thì chắc chắn nó sẽ có hao mòn và chúng ta thay thế rất là dễ dàng anh em, không có khó kiếm nhé. Phụ tùng của hai mẫu này rất là dễ kiếm trên thị trường luôn, đặc biệt là hai cái mẫu này á là rất là nhiều, gọi là nhiều mẫu mã trên thị trường nên em hoàn toàn có thể yên tâm được là phụ tùng của nó rất là dễ kiếm luôn nha. Rồi tiếp tục thì bên trái máy thì anh em thằng Boe nhé. Đây thì phần Boe này được rất là nhiều anh em mình chú ý nè, anh em thấy không, thì phần Boe thì đều được là ở trong hai lớp, là một lớp mút hay một lớp mút và một lớp sốt lớp hoặc là một lớp vải giấy anh em, nó như nhau thôi ha. Đó thì cái phần lọc thì như nhau, nhưng về phần thiết kế thì hoàn toàn khác anh em. Đây anh em thấy ha, thay thì so sánh gần anh em thấy không, con KV muộn 3 này thì khi anh em cắt đúng không, cắt cỏ hoặc là anh em cắt cỏ rậm hoặc là mình đi xuống hố cà phê á, thì cái khoảng trống này là nhược điểm của nó ha. Nhược điểm của nó là khi chúng ta cắt là cỏ cây hoặc là cành cà phê nó rất là dễ mắc vào trong này ha, mắc trong này nó gãy cành hoặc là nó ảnh hưởng tới cái máy anh em ha. Nó đụng cây ga, dây công tắc hoặc là nó đụng cái Boe này thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái máy nhá. Đó rồi còn con KV nóng 1 này thì người ta đã gọi là người ta tiếp thu ha, tiếp thu cái ý kiến đóng góp của người sử dụng anh em, họ làm ra một cái máy. Đây anh em thấy Boe là bao trùm luôn đó, gần như là đụng vô cái dàn áo của máy luôn nên rất là gọn gàng. Hầu như là anh em đi xuống hố cà phê anh em cắt cỏ thì không bị cành cà phê mắc vô đây và rất là ok nha. Rồi đó là một điểm nha. Còn thứ hai á thì ưu điểm của này là nhược điểm của kia, và nhược điểm của kia là ưu điểm của này anh em ha. Nó chống chảy như thế này á thì nó mắc cành cà phê, nhưng nó sẽ đổi lại là anh em vệ sinh dễ dàng hơn ha. Anh em có thổi bụi hoặc là xịt rửa gì đó thì nó sẽ dễ dàng hơn. Còn cái mẫu này thì anh em sẽ hơi khó một tí đó, thì đó là tùy vào cách anh em nhìn nhận và đánh giá nha. Đó thì chỉ nêu quan điểm cá nhân của Thiện thôi. Rồi tiếp tục thì phần dây ga thì như nhau rồi đúng không anh em. Rồi tiếp tục qua mình qua bên đây là phần cái bô. Đây thì những cái mẫu cắt cỏ hai thì như anh em biết đó, trên thị trường anh em dùng chắc chắn một thời gian nó sẽ bị đóng khói của bô ha, nó có hiện tượng là nó lì anh em lên ga mà kiểu như nó yếu ha, thì mình có thể phỏng đoán được là nó bị đóng khói của bô đó. Thì chúng ta phải mở bô ra, chúng ta vệ sinh anh em, mở bô ra và chúng ta cạy khói thì máy lúc đó nó thoát hơi được thì nó mới mạnh hết công suất được đó. Thì khi anh em mở cái bô của con KV 43 này nè thì nó sẽ khó hơn và mất thời gian hơn con KV 51 nha anh em. Thì như anh em thấy ở đây thì KV 51 nó sẽ thiết kế là hai ốc ở đây, 1 và 2, anh em mở ra và anh em mở ba ốc của cái bô ra là anh em có thể vệ sinh cái bô được rồi. Còn đây thì đếm thử bao nhiêu ốc nha. Đầu tiên một con ốc nè, hai con nè, ba con, bốn con nè, đó là bốn ốc dàn áo nha anh em. Đó và bên đây anh em 5, 6, 7 con ốc đó, thì anh em phải mở tới 7 con ốc thì mới lùm được cái bô ra ngoài. Thay vào đó mẫu KV 51 này anh em có thể mở là 1, 2, 3, 4 và 5 thì chúng ta có thể mở cái bô ra và vệ sinh được rồi, nó sẽ tiết kiệm thời gian cho anh em và chúng ta thao tác nó dễ dàng hơn cho anh em. Rồi tiếp tục điểm khác biệt thứ hai tiếp theo là đây, anh em thấy không khác biệt không, là về phần cái nắp giật ha. Nắp giật của con KV 51 này nó sẽ thiết kế là nó sẽ có một tí gọi là trợ lực cho anh em, thì khi đó anh em giật thì nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Còn con KV 43 này thì nó không có trợ lực, giật thì nó sẽ nặng không tí, nặng không tí thôi nè, chứ nó cũng không đáng tính nổi là giật không nổi đâu nha. Thì hiện tại KV 541 này nó sẽ cho anh em làm một cái nắm giật trợ lực thì nó sẽ giật nhẹ hơn, nhàng hơn một tí đó, khỏe hơn một tí nha anh em. Rồi còn về phần bình xăng, anh em bình xăng như nhau ha,
Bình xăng thì dung tích của nó là 950ml như nhau, hai con thì giống nhau hoàn toàn, không khác gì hết. Đế thì cũng như nhau nè, à đế tiếp xúc mặt đất cũng như nhau. Tặng quen thì con này nó thiết kế nó sơn đen, còn này thì nó để không sơn, ha, nó khỏi không sơn luôn. Rồi thì tiếp tục với phần bộ chế anh em, thì hai con này thì đều sử dụng bộ chế của thương hiệu Webro. À, thì như anh em biết đó thì thương hiệu Webro, thương hiệu Webro là một thương hiệu khá là nổi tiếng thị trường về bộ chế khí, nên anh em có thể hoàn toàn tin tưởng được là sử dụng nó sẽ ok, tiết kiệm xăng cho anh em và đảm bảo độ bền, mình sử dụng lâu dài nha anh em. Rồi còn một cái điểm khác biệt mà anh em cũng khá là để ý là con này ha, về hệ ốc nha anh em. Đó thì con này nó sẽ dùng ốc là ốc ba ke nè, à, ốc ba ke bảo lục giác ba, lục giác bốn ha, đây ốc ba ke và lục giác bốn nhé. Đó rồi thì còn về tiếp tục là phần hệ ốc của con Kevin 01 này thì đều được làm bằng ốc lục giác khai thị ha. Thì ốc khai thị là như anh em biết đó thì nó giống như con ốc của con Hu chính hãng anh em, con Hu Beta 501 chính hãng á, thì ốc khai thị này nó sẽ chúng cho chúng ta lực siết căng hơn, lực siết mạnh hơn và bền hơn nha anh em, khó bị tuôn gai hơn. Còn ốc ba ke này nó sẽ dễ bị tuôn gai hơn nha anh em. Anh em ví dụ như anh em vặn cứng á, anh em bị lâu ngày anh em mở ra thì anh em cần phải đóng nhé, đóng một tí cho nó rêm thì anh em mở ra mới được, chứ anh em mà đè đầu vô anh em vặn luôn á thì rất là dễ bị tuôn. Rồi và tiếp tục một điểm khác biệt nữa là về phần cái chập bù ri ha. Một bên con KV 13 thì nó sẽ làm lộ như thế này luôn anh em, nó sẽ hở ra luôn, thì đất đá bụi bẩn nước nó sẽ dễ chui vào ha, nó làm dơ hoặc là oxy hóa cái nòng của anh em, oxy hóa phần lớp ngoài nha anh em. Còn về phần KV 01 này thì nó cải tiến là một cái nắp chụp kín luôn, thì hạn chế tối đa những gọi là nước nè, đất cát đó, nó tập trung và nó rớt và nó chảy vào trong này thì nó sẽ sạch sẽ hơn một tí nha. Rồi thì đó là những cái gọi là khác biệt thì so sánh cho anh em mình tham khảo về cái mẫu KV 13 và KV 51 này cho anh em biết thêm thông tin và tham khảo nha. Thì xin báo giá lại một lần nữa là KV 13 này giá là 3 triệu bao ship cho anh em nha, còn con KV 51 thì là 3.500.000 bao ship cho anh em. Thì khi anh em mà mua máy bên Thiện thì Thiện đều tặng cho anh em một chai nhớt 100ml để roda, và đồng thời theo đó là Thiện cũng tặng kèm một cước luôn. À, vì Thiện biết là đa số anh em mình dùng cước là nhiều ha, dùng cước là nhiều chứ dùng dao là quýt lắm anh em. À, đó thì Thiện thì tặng kèm anh em một cước luôn, trong máy thì nó sẽ không có một cước cho anh em đâu. À, Thiện tặng kèm cho anh em một cước luôn. Rồi thì anh em nào quan tâm thì xin liên hệ với số điện thoại dưới góc hình giúp Thiện nhé, hoặc là để lại số điện thoại của anh em ở dưới phần bình luận thì sẽ gọi điện trực tiếp cho anh em để tư vấn kỹ hơn về hai cái mẫu cái cỏ này cho anh em biết thông tin nha anh em. Anh em xem video cho Thiện một like, một lượt đăng ký, đồng thời bấm cái chuông bên cạnh nữa để mỗi lần mà Thiện ra video mới á, anh em có thể biết vào xem, tham khảo những sản phẩm bên Thiện nha anh em. Xin cảm ơn tất cả anh em đã xem video và hẹn tất cả anh em ở video tiếp theo.